Bây giờ các bạn hãy cứ tưởng tượng rằng các âm giai khác nó giống như âm giai đô trưởng ấy, dịch lên dịch xuống. Thì bây giờ các bạn học các hợp âm ở các mẫu âm giai rồi. Thì các bạn biết ví dụ như mẫu số 3, à có hợp âm này la thứ này, có si dim này, đó. Có đô trưởng, có rê thứ, có mi thứ, có pha trưởng. Ví dụ vậy, sau khi các bạn chuyển cái mẫu âm giai số 3 này xuống một cung, có nghĩa là đánh về xón thứ ấy, thì các hợp âm nó sẽ đi theo nó. Có nghĩa các hợp âm nó tương tự đây. Cứ tưởng tượng đây la, thì đây sẽ là la thứ, đây sẽ là si dim, đây sẽ là đô trưởng, đây sẽ là rê thứ, đây sẽ là mi thứ, đây sẽ là pha trưởng, vân vân. Có nghĩa là các bạn nên nhớ các hợp âm đi theo các mẫu âm giai. Và khi các bạn ở các tống khác ấy, các bạn chỉ cần dịch chuyển các mẫu lên xuống, thì các hợp âm ở trong các mẫu ấy nó cũng đi lên đi xuống vậy. Đó, mình lấy ví dụ khác, ví dụ như là mẫu số 1 đây. Đây, các hợp âm cần dùng là mi thứ, pha trưởng, son trưởng, la thứ, si dim, đô trưởng, rê thứ chẳng hạn vậy. Bây giờ mình tăng lên một cung thì nó trở thành rê trưởng và si thứ. Nhưng mình quan tâm, mình cứ nghĩ mình cứ xem đó là đô trưởng la thứ đấy. Bắt giống như kiểu kẹp capo ấy, đấy. Lên một cung ấy, thì các hợp âm nó cũng tương tự như vậy. Thay vì mình kẹp capo, mình dùng hợp âm chặn. Ví dụ đây, đây là sẽ là mi thứ, mình cứ tưởng tượng đây là mi đấy, thì đây sẽ là mi thứ, đây sẽ là pha trưởng, đây sẽ là son trưởng, đây sẽ là la thứ, đây sẽ là si dim, đây sẽ là đô trưởng, đây sẽ là gì, rê thứ, mi thứ, pha trưởng, đó. Nhưng nó thực chất nó không phải nha, nó là đô trưởng la thứ tăng lên một cung là rê trưởng si thứ đấy. Đó. Nên các bạn nên tư duy theo kiểu như thế, chứ các bạn đừng có đánh theo kiểu là các bạn phải nhớ từng tông một ấy, thì sẽ rất khó đó. Thì bây giờ bài tập cho các bạn, ví dụ như mình đang đánh ở tông đô trưởng ấy, vòng cao nóng sẽ là gì, mình đang đánh vòng cao nóng sẽ đô trưởng này, son trưởng, la thứ, mi thứ, pha trưởng, đô trưởng, rê thứ và son trưởng. Thì bây giờ mình ví dụ như son trưởng mình có thể bấm thế này, bây giờ mình cũng làm tương tự như thế. Bây giờ mình tăng lên ví dụ một cung ấy, mình đang đánh cũng giống thế luôn. Mình tăng lên một cung thì hãy cứ tưởng tượng đây là đô trưởng la thứ, nhưng mình kẹp capo ấy, thay vì kẹp capo thì mình dùng ngón này mình kẹp lại, mình đánh y như thế, thì đây sẽ là đô trưởng, đây sẽ là son trưởng, đây sẽ là la thứ, đây sẽ là mi thứ, đây pha trưởng, đây đô trưởng, đây pha trưởng, đây son trưởng, đó. Các tông khác tương tự, nhưng mình đang lấy một mẫu thôi nha. Nhưng chúng ta có bao nhiêu mẫu, chúng ta có tận 5 mẫu, nên chúng ta có thể áp dụng cả 5 mẫu để mà sử dụng các hợp âm cho nó dễ dàng.